Thân mến chào quý vị, các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục về chỗ điểm giao lưu cây kiểng của Cang thôi các bạn. Mời quý vị, các bạn giao lưu với Cang một số phô mai ha. Rồi chào Cang ơi. Dạ chào anh Khánh ơi, chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay con có về hai mấy phôi mai để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Số điện thoại con là 0932663661, xài lô số đó luôn á. Bông lô mai này bông từ 5 đến 9 cánh nha cô chú. Rồi 5 đến 9 cánh ha. Dạ, đây là phôi số 1. Này xù cô chú. Đó, xù ở trên này xù xù chảy hết trơn. Bên đây chảy xù dữ ha. Chi tàn đều nghe cô chú. Xù điệu chơi ha. Dạ. Nó có cái mặt cắt ở trên này cô chú. Trên đây. Đây, đó nó có cái mặt cắt. Mã số 1 cô chú. Cao 95. Đường kính bầu 38. Mã số 1 giao lưu với cô chú giá 3.400.000. Rồi, 3.400.000 đồng. Mã số 1. Mã số 2. Bộ đến đâu? Cây này để nôm nghe chú, lực cây lắm, để lực lực. Đấy là 89 nha cô chú. Chiều cao 48. Đường kính bầu 44. Mã số 2 giao lưu với cô chú giá 2.300.000. Rồi, 2.300.000 đồng. Rồi, đấu phôi luôn. Mã số 3. Điều nghe chú. Hai mươi hai bình thân. Chiều cao 31. Đường kính bầu 32. Rồi 32 đường kính bầu. Mã số 2, mã số 3 giao lưu với cô chú giá 700.000. Rồi 700.000 đồng. Dạ, bao ship toàn quốc nghe chú. Rồi đó coi luôn. Mã số 3. Số 4, số 4. Này là số 4. Mã số 4. Hoành hơn. Rồi 19 hoành. Chiều cao 28. Đường kính bầu 32. Mã số 4 giao lưu với cô chú giá 500.000. 500.000 đồng. Mã số 4. Mã số 5.
cây này xù nghe cô chú, nó xù rồi. Cái này nó có mặt cắt. Để đều luôn. Để cho đều. 22 hoành thân. Chiều cao là 27. Đường kính bầu là 31. Mã số 5 là Zalo với cô chú giá 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu đồng mã số 5. Rồi, đó coi luôn anh. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6. Gián thú. Gián thú nha cô chú, có hai chân luôn á. Mười tám hoành thân. Rồi, 18 hoành. Chiều cao 26. Đường kính bầu 30. Mã số 6 giao lưu với cô chú giá 500.000. 500.000 đồng mã số 6. Số thoại con là 0932663661. Xài giao lưu số lần cô chú. Đây là mã số 7. 7. Ghế to ha. Dạ. Yeah. 23 hoành thân. 23 hoành. Chiều cao 32. Đường kính bầu 40. Mã số 7 giao lưu với cô chú giá 900.000. 900.000 đồng mã số 7. Rồi đó. Mã số 8. Chiều cao 31. Đường kính bầu 30. Mã số 8 giao lưu của chú giá 500.000. Rồi, 500.000 đồng mã số 8. Mã số 9. Cây này già cây lắm. Phần dưới này lên me hết trơn. Hoành thân, hoành 21. Chiều cao 57. Đường kính bầu là 46. Mã số 9 là giao lưu với cô chú giá 1.1 triệu. Rồi, 1.100.000 đồng. Đế chữ A luôn. Đẹp. Rồi, đổi thôi luôn. Mã số 10. Cây này mình nó săn sủi chưa, già cây lắm, lên nha mẹ ha. Dạ. Vị trí chỗ này là 30 cô chú. 30. Ở trên này là 19. Rồi, 19. Chiều cao 37. Đường kính bầu 31. Mã số 10 giao lưu với chú giá 800.000. 800.000 đồng mã số 10. Rồi, đổi phôi luôn anh. Mã số 11. Mã số 11. Này quái quái. Này giống như con cóc thằng ếch gì đang ngồi. Bây giờ cắt ăn đi. Thành ếch. Mười chín hoành thân. 19 hoành. Chiều cao 19 luôn. Đường kính bầu là 30.
mã số 11 giao lưu với cô chú giá 600.000. Rồi, 600.000 đồng mã 11. Mã số 12, tiếp theo là mã 12. Cây này phần dưới này xù nha. Nó lên xù. Lên xù. Xù vàng cháy luôn. Chứ chỗ này là 27 nha cô chú. 27. Chiều cao 48. Đường kính bầu 48 luôn. Mã số 12 giao lưu với cô chú giá 1.600.000 ạ. Rồi, 1.600.000 đồng mã số 12. Mã số 13. Lực 20 hoành thân. Hoành 20. Chiều cao 25. Đường kính bầu 32. Mã số 13 giao lưu với chú giá 700.000. Rồi, 700.000 đồng mã số 13. Mã số 14. Hai cây hả? Đây là hai cây nha cô chú. Hai cây ôm với nhau ha. Mười sáu hoành thân. Mười sáu hoành. Chiều cao 26. 14 hoành thân. Chiều cao 22. Đường kính bầu 39. Mã số 14 giao lưu với cô chú giá 900.000. Rồi, 900.000 đồng mã số 14. Rồi, đó coi đi. Mã số 15. Tiếp theo là mã 15. Hơn 20 hoành. Chiều cao 38. Đường kính bầu 36. Mã số 15 giao lưu với chú giá 700.000. 700.000 đồng mã số 15. Mã số 16. Mã số 16. Cây này dán trực nha cô chú. Chi tàn đều bé nhạo hết rồi. Hai cành tứ diện luôn ha, bốn mặt luôn. Hai mươi hai hoành thân. Chiều cao 99. Đường kính bầu 42. Cây này có cái lô thẹo không? Nhưng mà đang kéo mặt. Mã số 16 giao lưu với chú giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000 đồng mã số 16. Mã số 17. Cây đến nôm cô chú.
17 hoành thôi. 17 hoành. Chiều cao là 31. Đường đến cầu 30. Mã số 17 giao lưu tôi chú giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn đồng mã số 17. Còn là 0932 663 661. Xài luôn số đó luôn một chút. Mã số 18. Cây dán trực luôn. Thân chiều cao 30 32, đường kính bầu 34. Mã số 18 giao lưu với cô chú giá 600 ngàn. Đó, 600 ngàn các anh. Mã số 19 tiếp theo là mã số 19. Thân 27 hoành, chiều cao 42, đường kính bầu 37. Mã số 19 giao lưu với cô chú giá 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 300 ngàn đồng. Mã số 20 cô chú muốn tạo dáng sau này để dáng nghiêng gì được nha cô chú. Rồi, dáng nghiêng luôn ha. Dạ, làm dáng bay. Cao là 1m7, đường kính bầu là 48. Mã số 20 này giao lưu với cô chú giá 2 triệu 9. Rồi, 2 triệu 900 ngàn đồng. Mã bao ship toàn quốc nha cô chú. 20 2 triệu 9. Rồi, đó thôi này. Mã số 21 cây tờ mai tới quý là cái mã số cuối luôn nha cô chú. Quý trực lắc cái cây này dán trực nhiều chú, không phải dán nghiêng. Giờ của chú chỉnh lại nha. Rồi, lại làm cái bầu nó không ấy đó. Rồi nhìn thấy nó dán nó siêu. Chi tàn đều nha cô chú. Này là phôi mai tới quý nha cô chú. Ba mươi mốt hoành thân. 31 chiều cao là 1m24, đường kính bầu 43. Mã số 21 mã số cuối là giao lưu với cô chú giá 2 triệu 2. Bao ship toàn quốc nha cô chú. 2 triệu 200 ngàn đồng. Số điện thoại con 21. Là 0932 663 661. Xài lô số đó luôn á. Cuối clip kính chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. Ông hỏi clip con kính chào cô chú. Rồi, cảm ơn Khang. Không có gì đó, theo dõi đến cuối video. Xin chào tạm biệt.